Rồi bây giờ cho anh em nghe tiếng nổ bô nha. Đề nè. Nẹt nè. Hello anh em. Đi quay clip xíu về nha anh em. Mày ai giấy vô đây ta? Rồi. Đó. Thì hôm nay như yêu cầu của 599 anh em thì kêu là test bô con Benelli nhiều loại bô. Đó, đây là chủ xe mua xe bên mình luôn nha. Rồi bây giờ mình chủ xe cũng có nhã ý muốn test luôn thì ok lên clip luôn anh em, lên clip chơi nha, đó test bô luôn. Rồi gặp anh Mập nữa rồi qua chơi chung luôn, test luôn. Rồi anh em mình chuẩn bị ra công viên quay clip test bô nha. Chớ test ở đây là bể đầu bài hàng sớm á. Rồi test bô, đó mình chạy Z9. Z9 đẹp lắm anh em. Đó, Z9 cũng có bô SC nè. Chỉ có cái bô này là mắc tiền nhất nè. Yoshimura Ryu nè, trên Z8 nè. Rồi sẽ test lên nha, sẽ test cho anh em coi nha. Rồi hãy chuẩn bị nghe trên Bentley thần thánh nha anh em. Rồi bây giờ cho anh em nghe tiếng nổ bô nha. Đề nè. Nẹt nè. Lộn xe anh em, lộn. Nãy giờ lộn tí chết chín, nãy chưa đề, nãy chưa đề. Tắt đi. Rồi giờ cho anh em nghe lại nha. Bây giờ mình sẽ test trên cái lon này gọi là lon gì ta? Không. Tiếng kênh của mình, kênh YouTube lon này gọi là lỗ cống. Thấy không? Cái lỗ như lỗ cống là quay gần đây nè. Thấy không? Cái lỗ như lỗ cống vậy đó. Rồi. Đội nón vô. Rồi để mình cầm máy quay cho nha. Rồi anh em bây giờ sẽ test thực tế nè. Chạy từ trên nó chạy xuống nha. Để em nghe tiếng lực không? Ok, bây giờ mình đổi lon khác nha. Rồi, bây giờ đổi lon nào chọn đi. Lon dài dài. Cái lon dài dài đi. Lon dài dài nè. Lon này lại lon SC thần thánh. Lon dài trước đi. Giờ thay lon dài vô. Hơi nóng nha anh em. Hơi nóng nha. Đó. Không phải nóng mà rất là nóng luôn. Mình gá vô thôi, chút mình test gá thôi chứ không chạy đâu. Gá vô thôi. Chạy thì anh em cũng biết lực nữa rồi. Gá thôi chứ nóng quá quay lại clip lâu nó dài. Rồi idol tới, thấy không? Nghe tiếng bô là biết bạn mình tới rồi. Đó. Bữa nay mục đích chính, nhân vật chính là con này thôi. Bentley, thấy không? Là mình độ xong, mình bán xe cho ảnh xong mình lên đồ chơi cho ảnh luôn, xi nhan mũi tên nè, bô đồ này nọ, đồ ốp biển số đồ hết luôn á anh em. Rồi. Con này tên là. Rồi nhờ ảnh cầm máy quay nè. Bên lon này lon gì bên? Từ. Bây giờ thì mình sẽ test cái lon này. Cái lon này á tên tiếng Anh gọi là STB. Còn kênh mình gọi sẽ là lon thợ sửa ống nước. Ok. Rồi, cho anh em nghe đi. Rồi vậy được thôi. Để máy lên.
này là gắn non dài sẽ không có đổ rác hơn cái cây nãy. Nó nghe ấm. Nó nghe ấm hơn chút xíu. Nhưng mà em phải làm sao mà không có ấm. Rồi giờ mình sẽ FC, vô cái lon SC. Lon này gọi là cái lon một cái lon nhỏ gọi là lon sữa bò. Còn lon này gọi là bình sữa em bé. Rồi tới SC mà cái lon này là anh em thích nhất nè. Anh em nào cũng thích đó luôn. Là anh em chơi xe là cái lon này lon thần thánh luôn, thấy xe nào cũng đã từng lên cái lon này ha. Rồi SC hình như cái này nó sẽ nổ là bụp quá. Lẹ lên anh em, làm clip lẹ lên, lấy công an tới. Đúng không? Nó tê thấy không? Thấy không? cái bô của nó anh, hai máy nó đi lên nè, nó sẽ không có đều bằng bốn máy, nó sẽ bị chậm một nhịp theo mình cảm giác vậy đúng không, nó sẽ chậm một nhịp nhưng mà tiếng nó vẫn hay. Rồi tiếp, rồi lon nào nữa, đủ rồi cho anh em xem cho đã luôn. Lấy cái lon dài đi, cái lon kia anh em nghe rồi, cái lon Akamovic chưa? Lon này anh em chưa nghe, cho anh em nghe. Vừa. Rồi. Cái này bô mình có sẵn mình test chơi thôi nha anh em. Rồi. Hy vọng là em. Nhưng mà vẫn lực à. Thì nó êm rồi. Thì theo mình đúc kinh, theo mình đúc kết đó là tính ra là những cái lon dài thì ấm thôi, còn lon càng ngắn thì càng rác, nó đâu có nỉ nhiều ở trong đâu, lon dài thì ấm hơn. Nhưng mà có nhiều người thích lon dài, thích lon ngắn nha. Nhiều người ta không thích âm thanh rác đó, nhiều người ta không thích kiểu như hồi đó cái con này nè anh em, nó là lon sữa bò luôn á, đúng chất là lon sữa bò luôn á. Ừ. Bây giờ lên cái lon này nè, nó dài hơn, nó ấm lắm, nghe tiếng ấm lắm. Nãy giờ anh em nghe là cũng thấy nó ấm cỡ nào à. Nó còn con này là tan nát tình làng nghỉ sớm luôn. Trời ơi, cái bô nó, cái bô nó kinh khủng. Nó là cái bô cực kỳ khủng luôn. Đây nè. Đó, thấy không? Anh em lưu ý những dòng xe mô tô anh em phải đề lên xíu rồi anh em này. Nè thấy không? Má như súng bắn này á, điếc lỗ tai luôn á, điếc cái lỗ tai luôn. Rồi bây giờ mình giữ im lặng xong rồi đó, để cho sớm khác hả, sớm khác người ta nghỉ ngơi rồi xong đó, là xong màn test hết rồi. Chứ anh em có muốn nghe tiếng này không, tiếng không bô nè, tiếng không có gắn bô nè, tiếng cuối cùng giống như tiếng kia la. Không có vô nó giống như là tiếng xe lam chạy vậy đó anh em. Đó. Rồi, vậy xong nha. Kết thúc clip đây là tại vì anh em yêu cầu nên mới làm á, chứ anh em không yêu cầu cũng không làm đâu. Với lại cũng giao xe rồi là hết cơ hội để làm rồi. Bây giờ mình giao xe quay một vòng cho anh em xem. Nói vài câu không? Vô anh em giao lưu vài câu. Tối nay anh em mình sẽ nhậu nè. Đúng không? Dạ, lát nữa là chủ xe vô. Mời qua nhà mình rồi giao lưu đô bất tử. Đó. Đồ bất tử rồi, ok, có xe đẹp ha. Nhớ bảo trì bảo dưỡng đồ ok thôi. Sau này có bán lại thì đăng lên kênh anh em mua. Đó, dễ mà. Đi bảo trì bảo dưỡng kỹ là được à. Anh em sao người ta chơi người ta đỡ. Lên cặp lớp xịn luôn anh em. Lớp này là gọi là lớp lớp gì quên tên bà nữa rồi. Giờ quay không nhớ gì hết. À, cái gì giỏi ý đó, cái gì phê ai gì đó. Ừ đúng rồi. Dạ, của Ý, của gì đã quên bà nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cập lên lớp giỏi xịn luôn á. Đấy là xịn cho ảnh luôn á. Rồi, bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã xem kênh và nhớ like, subscribe. Hãy là những người lên clip mình. Thấy anh em nào lên clip là anh em nó có xe chạy rồi, thấy không? Ừ. Đó, ngon lành đi. Rồi, bye bye anh em nha. Bye bye anh em. Đây, đây, đây. Này mua mấy xe rồi đó. Này mua chắc 3 xe rồi đó. Rồi, ok anh em nha.